Sau khi lên ý tưởng thiết kế menu cách đó 20 ngày, các bạn sinh viên sẽ phải thuyết phục giảng viên, những thực khách khó tính nhất về sự hài hòa và logic về cách chọn menu ấy bằng tiếng Anh. Khi bếp trưởng đã giới thiệu cho các bạn phục vụ hiểu về câu chuyện, thành phần và cách chế biến các món trong menu, cũng là khi nhà hàng Bixson của các bạn sinh viên chính thức được vận hành. Từ khâu order cho khách đến khi chế biến, ra món đều phải đảm bảo tính chuyên nghiệp của một nhà hàng fine dining. Bếp thực hành của nhà hàng Bixson có sức chứa khoảng 15 người, gồm các khu vực chuyên biệt như bếp bánh, bếp nóng và bếp lạnh, theo tiêu chuẩn quy trình vận hành bếp một chiều, cùng với hệ thống trang thiết bị hiện đại hỗ trợ cho các bạn sinh viên. Các món ăn sau khi được trang trí công phu và tỉ mỉ sẽ được chuyển đến tay thực khách tại khu vực nhà hàng Bixson. Vì tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nên mọi thực khách ra vào nhà hàng đều phải rửa tay sát khuẩn và đảm bảo thực hiện giãn cách, không tập trung đông người. Các bạn sinh viên đồng thời sẽ trở thành những nhân viên trong nhà hàng phụ trách giới thiệu món ăn, đồng thời phục vụ khi thực khách cần.